tại huyện miền núi Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam, nhiều người sau khi cùng ăn tối được đưa đi cấp cứu với các triệu chứng nghi bị ngộ độc thức ăn. Đến nay, một người đã tử vong, ba người khác được điều trị tại bệnh viện. Theo thông tin ban đầu từ Trung tâm Y tế huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam, sáng ngày 7 tháng 3, bà Hồ Thị Nhương, 55 tuổi, chú xã Phước Đức, huyện Phước Sơn, làm mâm lễ cúng đâm châu và tổ chức nấu ăn. Bữa ăn có sự tham gia của 11 người, trong đó có bà Nguyễn Thị Thông, 40 tuổi, Hồ Văn Tý, 28 tuổi, Trương Thị Thương, 41 tuổi và Hồ Thị Điệp, 27 tuổi. Đến 13 giờ cùng ngày, lần lượt bà Nguyễn Thị Thông, Hồ Văn Tý, Trương Thị Thương và Hồ Thị Điệp được đưa đến Trung tâm Y tế huyện Phước Sơn cấp cứu trong tình trạng đau đầu, người mệt mỏi, buồn nôn, tê tay chân, lên cơn khó thở, mắt mờ. Sau quá trình điều trị, bốn bệnh nhân này được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam, đóng tại huyện Đại Lộc để tiếp tục điều trị. Đến ngày 13 tháng 3, bà Nguyễn Thị Thông đã tử vong tại bệnh viện. Ba bệnh nhân kia hiện sức khỏe đã ổn định, đang tiếp tục được điều trị. Bảy người cùng dự bữa ăn của gia đình bà Hồ Thị Nhương không có triệu chứng gì sau khi ăn. Qua xác minh, bữa ăn hôm đó có các món như thịt heo kho cá khô, món cá chua làm từ cá chết, canh cải nấu bí đỏ, mít luộc xào và cơm. Theo lời kể của bà Hồ Thị Nhương, khi làm thức ăn, bà đã phát hiện cả khô bị mốc. Sau khi sự việc xảy ra, trạm y tế xã Phước Đức, huyện Phước Sơn đã tiến hành lấy mẫu thức ăn còn lại là món cá chua với khối lượng 50 g bàn giao cho tri cục an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh quảng nam xử lý